Chào các bạn đến Tinnhanh 24/7. Tìm hiểu Honda Super Cub C 125 2022. Cái phiên bản đen nhám bị hét giá tại Việt Nam hơn 100 triệu. Cái dòng Honda Super Cub C 125 2022 về thị trường Việt Nam được bán ra với 3 màu. Nhưng cái dòng Super Cub C 125 cái bản đen nhám hiện đang được bán ra mức giá cao hơn 100 triệu đồng so với mức giá niêm yết đưa ra. Cái dòng Honda Super Cub C125 2022 với đặc biệt là có một cái lớp sơn đen nhám đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào hồi tháng 10 năm 2021. Hiện tại thì cái dòng xe nhập khẩu từ bên Thái Lan về có mức giá niêm yết rơi vào khoảng là 86.800.000 đồng, tức cao hơn gần 1 triệu đồng so với mẫu xe tiêu chuẩn. Đây là một phiên bản kỷ niệm 60 năm của cái chiếc xe huyền thoại Super Cub C100 ra mắt vào năm 1958. Nên có nói cái dòng Super Cub C125 chính là hiện thân trong một cái dáng vẻ hiện đại của một cái dòng xe kinh điển của hãng Honda. Chiếc xe được trang bị cho mình cái có động cơ xanh đơn, dung tích là 125cc SOHC, trang bị là BZP là mát bằng không khí. Cái có động cơ này cho ra công suất là 6,87 kW ở ngưỡng tua máy là 7.500 vòng trên phút, trong khi đó mô men xoắn cực đại là 10,15 Nm ở ngưỡng tua máy 5.000 vòng trên phút. CUP được viết tắt từ cái cụm từ Cheap Urban Bike, nghĩa là cái chiếc xe đô thị giá rẻ. Tuy nhiên do quá là thu hút tại thị trường Việt Nam, cái mẫu xe này ngày càng hiếm và trở nên đắt đỏ. Ghi nhận tại cơ sở Honda His ở trên cái phố Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội, nhân viên tư vấn đã nói dù có rất nhiều khách hàng họ mua, nhưng với bản cúp đặc biệt màu đen nhám này nay đã hết hàng, chưa có thông tin chính thức sản phẩm này được nhập thêm hay không. Bên cạnh đó thì Super Cub C105 cái bản tiêu chuẩn hiện có mức giá chỉ là 98 triệu đồng, tức cao hơn gần 10 triệu đồng so với mức giá niêm yết đưa ra. Số lượng phiên bản cơ sở cũng đang rất là hạn chế. Một cái cửa hàng His Honda khác ở trên đường Minh Khai, cái mẫu xe đặc biệt hiện cũng đã hết hàng. Thậm chí phiên bản cơ sở hiện có chỉ vài chiếc cho mỗi màu. Việc các lý chịu ảnh hưởng trái hàng cũng là cái cơ hội cho các cơ sở buôn bán xe máy bên ngoài rao bán cái chiếc cúp phiên bản đen nhám mức giá là từ 160 triệu đồng. Thậm chí có những nơi chào khách hàng mức giá gần 200 triệu đồng. Tuy nhiên việc gây bất ngờ dù có mức giá cao hơn Honda SH, nhưng cái chiếc Super Cub C125 2022 vẫn được nhiều người săn đón. Một số khách hàng vẫn xuống tiền dù biết mình đang phải trả ra một khoản tiền cao ngất ngưỡng. Anh T là chủ cơ sở buôn bán xe máy ở phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ do nguồn cung không đủ để đáp ứng nhu cầu thị trường ngày nay, nên giá cái dòng Cub C105 phiên bản màu đen nhám liên tục được tăng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó việc hầu hết các cửa hàng chính hãng đã hết hàng cũng đã góp một cái phần khiến giá cho các sản phẩm này biến động như hiện nay. Để săn được một cái chiếc xe phiên bản đen nhám rất là khó. Giá hiện tại nó đắt đến đâu thì số khách hàng này vẫn sẵn lòng mua về và chi ra khoản tiền lên tới cũng gần 200 triệu đồng chiếc. Giá quá cao cũng mang đến nhiều tin buồn cho những tín đồ đam mê cái dòng cúp. Một người tên là D, anh ta đã chia sẻ anh ta đang có nhu cầu mua một cái chiếc Honda Super Cub C125 phiên bản màu đen nhám. Anh ta đã nói cái dòng cúp luôn là một cái phần trong cái tuổi thanh xuân của mình để hoài niệm những kỷ niệm đẹp, và có rất nhiều thông tin về cái dòng cúp hệ mới sắp Việt Nam. Mình đã rất hào hứng và quyết tâm săn một cái chiếc phiên bản màu đen nhám là mẫu xe mình thích nhất. Hiện tại thì đã quá muộn, giá xe tăng quá cao hoặc cái sức tưởng tượng của mình, nên đành chấp nhận mua xe phiên bản cơ sở để phù hợp túi tiền hơn. Có mức giá như hiện nay thì cái dòng Super Cub C125 2022 đang là một cái dòng xe số đắt nhất thị trường Việt Nam hiện nay. Thậm chí nó cao luôn hơn cái chiếc SH 350i. Dù xuất phát điểm là mẫu xe giá rẻ, nhưng giờ đây chỉ có những người thu nhập cao hoặc một vài nhà sưu tầm thì mới có thể sở hữu được cái mẫu xe này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.